Thưa quý vị, sự suy giảm chung của nền kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, 5 năm qua, tăng trưởng của ngành phần mềm ở Việt Nam vẫn luôn cao gấp 2 cho đến 3 lần tỷ lệ tăng trưởng GDP chung của toàn nền kinh tế. Đây là thông tin vừa được chia sẻ tại Đại hội lần thứ 4 Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Vinasa cho biết, doanh thu phần mềm tăng từ 1,06 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ năm 2015. Doanh thu dịch vụ nội dung số năm 2015 cũng đạt trên 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tính chung doanh thu toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin đã tăng từ 2 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên trên 3 tỷ đô la Mỹ năm 2015. Tuy nhiên, sự phát triển rõ nét nhất lại ở lĩnh vực gia công phần mềm với tốc độ tăng trưởng từ 30 đến 40% nhờ làn sóng dịch chuyển thị trường dịch vụ gia công phần mềm của các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản đã chuyển các đối tác từ Trung Quốc và Ấn Độ sang Việt Nam. Nhìn lại năm qua thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta vẫn còn có thể làm tốt hơn, tăng cường hợp tác vùng miền hơn nữa ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam cần phải phát triển gắn bó hơn, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, so với khu vực, sự phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn. Chúng ta vẫn chưa có nhiều sản phẩm phần mềm mang thương hiệu Việt được thế giới biết đến, như ứng dụng di động của Nguyễn Hà Đông, tác giả của trò chơi nổi tiếng Flappers. Do vậy, trong thời gian tới, Việt Nam nên quan tâm hơn nữa đến sự phát triển của các công ty khởi nghiệp start-up. Đại diện Vinasa cho rằng, để các công ty khởi nghiệp start-up phát triển, Việt Nam cần có cơ sở pháp lý đặc thù về khởi nghiệp, trong đó có việc xây dựng các quỹ đầu tư mạo hiểm. Là chúng ta cần phải tạo đầu ra cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, tức là phải có những cái doanh nghiệp lớn sẵn sàng tiếp nhận và mua lại những công ty khởi nghiệp để nhanh chóng triển khai ra thị trường. Thì trong giáo dục và đào tạo, đại học phải trở thành, mỗi đại học phải trở thành những vườn ươm các cái doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ. Cái tinh thần của startup, những người trẻ tuổi làm startup thì nó có một cái sự máu lửa, một cái khả năng sáng tạo rất là mạnh mẽ, rồi khả năng lao động rất là miệt mài, và một cái góc độ khác, tức là họ không bị ràng buộc bởi những cái truyền thống, bởi những cái nền tảng mà mình đã tạo dựng thành công trước đó. Thì startup nó có tính cơ động hơn, nó có cái sự sáng tạo mạnh mẽ hơn, và họ có thể nghĩ ra bất kể một cái gì bởi vì họ bắt đầu ngay từ đầu. Cũng theo đại diện Vinasa, công nghệ điện toán đám mây đang là cơ hội lớn cho các startup Việt Nam. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, Vinasa xác định phương hướng của mình là tạo ra nhiều doanh nghiệp startup. Đối với các doanh nghiệp đã thành công ở trong nước, sẽ hỗ trợ để đưa sản phẩm của họ ra nước ngoài. Mục tiêu của Vinasa là trong 5 năm tới sẽ đưa ngành ICT Việt Nam tăng trưởng 20%.